Chúng tôi đang sử dụng mũi khoan đường kính 250 để khoan đất đồi trồng cây lâu năm có rất là nhiều cỏ và rễ cây để trồng chuối. Bà con có thể xem là mũi khoan đường kính 250 khoan đất cứng, nhưng với động cơ 68cc của Takeo TK3B thì khoan rất là dễ dàng và đơn giản. Máy khoan rất là ngọt. Một mũi khoan chưa đến 20 giây. Và bây giờ là các kỹ thuật viên của chúng tôi trồng thử chuối để cho bà con thấy được rằng là cái lỗ đường kính 250 này trồng chuối thì rất là phù hợp, vừa và đẹp. Bà con có nhu cầu về mũi khoan hay là máy khoan Takeo TK3B có tay đẩy bánh xe thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới video, sẽ được tư vấn và chọn lựa những sản phẩm phù hợp nhất với mình.